Nội dung của buổi sáng nay, bây giờ là 5:31. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2021, ngày cuối cùng của tháng 11. Sang tháng sau là kết thúc của năm 2021. Nội dung của bài học sáng hôm nay đó là chúng ta học về nhóm tính cách ngược. Đó. Tính cách ngược ở đây á thì nó không tính cách ngược thì nó gồm cả nước ngược, đại bàng ngược, núi ngược và cái nhóm thậm chí là thác ngược. Thác ngược ở đây là phôn linh F. Đó. Thì đại diện cho tất cả nhóm. Thì phần này thì mình kê ra một cái nhóm ngược riêng. Thì vì nhóm này đây là một cái nhóm ấn tượng đặc biệt. Thông thường trước đây ấy, thì kiến thức về sinh trắc là chưa được để ý, chưa được quan tâm sâu vào nhóm này. Đấy. Có lẽ là đến lượt anh thì mới là cái người khai thác nhiều nhất là cái nhóm ngược này. Bởi vì nhóm này là nhóm thông minh, nhưng mà cái đặc trưng của tại sao lại đến lượt mình mới móc ra được. Thứ nhất mình có căn duyên. Đấy. Thứ nữa là cái nhóm ngược này thông thường ấy, kể về 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 mặt tâm linh, về mọi yếu tố khác, nó có tính ẩn và tính giấu mình. Nên thường thông cái nếu như mà những người bình thường thì khó được khai thác, khó hiểu được nhóm này lắm. Thì đây là cái nhóm ít được trình bày, ít được tiết lộ hơn. Có lẽ anh là người khai thác nhiều nhất được cái nhóm ngược này. Thì cả nhà hãy quan tâm. Đó. Thì đặc trưng của nhóm ngược Radian, Lốp, Quân, AR, LF, RLF. Đấy là mấy cái nhóm đặc biệt cơ bản. Thế thì thậm chí là nó còn đẻ ra thêm ấy. Nó còn RPL, RPL, VI, VKIR, có cả VKIR nữa nha. Chứ không phải là chỉ có VKI bình thường thôi. Hôm trước thì ra nhìn thấy một cái vân tay VKI mà có tâm đổ ngược, có delta ngược nữa. Đó. Những cái người mà đặc trưng của VKIR thì có một đặc điểm chung, thầy cúng, đó. Làm nghề tâm linh, đó. Hoặc là nghề làm nghề thường thường là thầy cúng phổ biến. Đó. Có một cái đặc điểm của nhóm này nữa. Thì đấy là một số cái đặc điểm của về trùng lúc trùng Radian này. Vậy thì khi mà giao tiếp, đầu tiên cái mục giao tiếp chúng ta phải quan sát giao tiếp như nào để phù hợp với người ngược. Đây là một nội dung quan trọng. Thì đa số thông thường là chúng ta phải có cái cách giao tiếp của sinh trắc. Các cái bài học trên lý thuyết ở trên trên mạng từ trước nay chưa có một cái hướng dẫn nào cho cái nhóm người này. Đó. Cho đến khi mình tiếp cận kiến thức của Tony Robbins. Đó. Tony Robbins thì gợi ý cái đầu tiên mình biết cách giao tiếp với cả nhóm ngược này là nhờ kiến thức của Tony Robbins. Tony Robbins không nói gì về nhóm ngược này hết. Nhưng Tony Robbins chỉ đưa ra mình nói rằng là gì? Đó. Trong cuộc sống chúng ta có những cái đối tượng người ta gọi là quỷ dữ. Đó, vậy thì giao tiếp như nào với quỷ? Đó. Bởi vì thực ra ông ấy coi rằng trong mỗi con người chúng ta có cả tính quỷ và có cả tính tốt. Đó. Vậy thì bây giờ giả sử như là một cái khởi ý lên, một cái ý nghĩ nó điên rồ lên, điên khùng lên, thì chúng ta sẽ cư xử với nó như thế nào? Đó. Thế thì cái đầu tiên Tony Robbins gợi ý là gì? Đầu tiên bạn đừng phải chống đỡ nó gì vội nó, bạn không phải chống đỡ nó, hãy khiêu vũ cùng với nó. Đầu tiên ông ấy dùng cái từ gọi là hãy khiêu vũ cùng với nó thay vì chống đối nó. Bởi vì tại sao không nên chống đối? Chống đối thì nó sẽ gây tổn thương cho cả hai phía. Mà thứ hai nữa, thông thường ấy, bản năng của quỷ thì luôn luôn cao hơn bản năng của người thông thường. Do vậy khi bạn đối đầu chắc chắn bạn bị tổn thương. À, nghe được tụi ý tôi lên Robin là cách này. À, cái thứ hai là gì? Khiêu vũ với cùng quỷ dữ, khiêu vũ cùng với nó đã. À, tại sao lại phải khiêu vũ?
để cho nó xả hết năng lượng ra. Đơn giản bạn chỉ đi theo nhịp của nó, bạn không cần phải nghĩ ngợi gì hết, nó nhảy kiểu gì bạn cũng theo kiểu đó. Đó. Là bạn hãy hãy đi cùng với nó. Đó. Chưa cần phải coi như chưa cần phải coi như là chống đỡ gì hoặc là mưu mẹo gì nó ấy. Nó nhảy kiểu gì mình đi theo kiểu đó. Đó. Cứ lắc hai bên. Đó. Đấy là đặc điểm thứ hai. Đó. Và khi nào thì bạn ra đòn, là khi nó kiệt sức thì lúc đó là đến lượt bạn ra đòn. Nhá. Đó, cho nên là cái cách của Tony Robbins thì khi ông giải thích cái hình dung thế này, mình bảo à, đây là cách giao tiếp với người nước ngược đây. Đó, thì đây là cái cách giao tiếp với người ngược. Đó, cho nên là cả nhà nghe kỹ câu chuyện này. Đó, thì người ngược thì nó có đặc điểm này. Người ngược thực ra thì cả cả quỷ hay là cả thánh thì cũng cùng một đặc điểm, đó là năng lượng họ rất là cao. Đó, do vậy khi giao tiếp thì một trong những nguyên tắc là không nên đối đầu. Đây là đầu tiên mọi người lưu ý, không nên đối đầu. À, tôi đã ví rồi, à, hai người đứng như này, một cái họng nước nó phun vào mặt bạn như này, đây là người ngược nó phun họng nước ngược như này, chứ họ không đi dưới nước xuôi, họ đi theo xuôi xuôi ra mặt bên kia đâu. À, vậy thì một một cái họng nước ngược với mặt mình quay mình đối diện với nó thì chắc chắn là nó phun thẳng vào mặt mình luôn. Đấy, cho nên tính này là tính chống đối. Đấy, tính này là tính đối đầu. Đấy, mà họ đã đối đầu như vậy thì đương nhiên là chúng ta không thể là đối đầu với họ, không nên đối đầu với họ, bởi vì cái năng trường năng lượng của ngược ngược rất là mạnh. Đấy, vậy thì người ta là gì, người ta không đối đầu. Đấy, không đối đầu như này. Đấy, mà người ta gì, đấy, người ta gọi như là lé theo thôi, tránh, gọi là tránh voi thì chẳng xấu mà nào. Đó. Đấy là một cái trong những cái lé không nên đối đầu trực diện, một trong những cái lưu ý về trong cái cách giao tiếp này. Có nghĩa khi cái người ngược phản ứng ấy, thì chúng ta không nên đối đầu. Đó. Đấy là một ý này. Đó. Thì đó là một trong những cái lưu ý nhá, hãy để cho họ xả hết. Đấy, không nên chặn ngang ngang người người ngược khi họ đang trình bày, không nên đưa ra phản biện người ta. Đó. Đấy là cái cách lưu ý. Không nên phản biện, bởi vì thực chất ý, người ngược ý, khi mà họ tranh đấu hoặc là họ đưa ra một cái gì đó, họ bức xúc một cái gì đó thì nó không phải là nó bản chất nó có một cái sự tích lũy từ trước đó rồi. Nó là cái một cái nguyên nhân sâu xa nào đó rồi. Đó. Họ thường không chứ không phải là dễ dàng, họ cũng người ngược không phải gì vô lý họ đưa ra những cái gì nó ngay đâu. Đó. Nghĩa là nó phải có một cái gì đó tích lũy từ trước. Đấy. Hoặc là nó phải có một cái lý do. Đó. Thông thường là như vậy, chứ họ cũng không phải là cái mẫu người dễ dàng nóng giận đâu. Ừ. Thì đó là một chúng ta lưu ý. Do vậy mà trong trường hợp này á, thì khi mà họ đưa ra những cái phản ứng rất là mạnh, đấy, đối với người ngược, mạnh thì không nên đối đầu, sẽ gây tổn thương. Tổn thương đầu tiên chính là mình chứ, nếu như mình không phải là ngược. Đó. Thì đấy là cái đặc điểm là không nên đối đầu, hãy xuôi theo chiều. Lời khuyên của nó là hãy xuôi theo chiều trước, người ta gọi là xuôi chiều cùng ngược, xuôi cùng chiều. Đó. Thì đây là đầu tiên, không nên đối đầu, hoặc là chính xác như cái cách ngôn từ của Tony Robbins đó, là khiêu vũ cùng quỷ dữ. Thì đây là một đặc điểm nha. Đó, điều này rất quan trọng. Đó. Thực tế thì trong các kinh nghiệm về 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 tâm lý học, trong các cuộc xung đột đánh nhau, đó, thông thường ấy, người ta chỉ thông thường sức mạnh chỉ thể hiện được trong vòng 3 đến 5 phút đầu thôi. Đó. Chứ còn đến qua giai đoạn này là đối thủ yếu. Ừ. Thì đấy là để ý về tâm lý, bởi vì nó chỉ mạnh ở lúc đầu thôi. Đó. Vậy không làm việc gì chúng ta phải coi như là căng lên làm gì cả, nó xả một lúc là nó sẽ xịt hơi xuống để cho nó xịt hơi đi đã. Đó. Chúng ta không đối đầu mà để cho nó xả, nó xịt hơi xuống. Đó. Khi nó xịt hơi xong thì chúng ta dễ dễ tác động. Đó. Đầu tiên là lưu ý không đối đầu rồi. Đó. Đấy là một cái không đối đầu là trong trường hợp là họ nóng giận,
họ phản đối, họ gì đó. Thì đấy là chúng ta lưu ý là có đặc điểm như vậy. Trong tình huống họ họ phản đối hoặc đấu tranh một cái gì đó. Đấy là chúng ta không nên đối đầu. Đó. Tiếp đến, khi giao tiếp với người ngược thì bước đầu tiên chúng ta phải thực hiện đó là đánh thức người ta. Đó. Này anh Trung. Đấy, này ông ra. Đó. Đó là cách đánh thức. Cứ đánh thức là gì? Đấy, khẳng định và đọc tên người ta. Đấy, này ông ra chẳng hạn. Này ra thì có nghĩa là cái tên này ạ, là một tên, cái động từ này, cái từ này là cũng mạnh một chút, đọc tên người ta thì để làm gì? Chính xác là gọi cái linh hồn đó nhập vào cái xác đó để giao tiếp với tôi. Đấy, bởi vì người ngược thì thường thường đầu óc họ cũng tâm trí, họ suy nghĩ bên trong hoặc là nghĩ ở đâu rất là nhiều. Do vậy cái việc đầu tiên chúng ta phải đánh thức. Đấy, lưu ý đánh thức bằng cách là xưng danh. Đấy, cho nên tại tại sao mình nghiên cứu trong cái ngôn từ của Phật học, Phật hay sử dụng từ này ông, này là ông kia. Mình hiểu rằng đây chính là người ta đánh thức. Đánh thức. Đấy. Phải đánh thức. Đánh thức bằng cách là bằng chỉ định. Đánh thức nhé. Bằng cách là gì? Chỉ định. Chỉ định. Một. Kết hợp với cả cộng với cả xưng danh. Đấy. Và các cụ ngày xưa gọi là sướng tên. Đấy. Chúng ta phải làm việc này. Đấy, chúng ta không làm việc này mà chúng ta sai ngang việc là không được đâu. Đó. Thì đầu tiên chúng ta phải đánh thức. Đó. Chúng ta phải đánh thức. Mọi người đừng nhắn tin nhé, để không bị mất tập trung. Đó. Đánh thức sau đó là chỉ định và xưng danh. Đó. Thì đấy là một trong những cái một trong những cái điều chúng ta lưu ý. Đó. Điểm thứ hai, sau khi đánh thức và xưng danh xong rồi, trong giao tiếp, đấy, đây, bỏ cái từ xưng danh ở đây đi nữa, không cần thiết nữa. Đấy. Điểm thứ hai, sau khi mà đánh thức xong rồi, chúng ta phải làm cái bước gì? Kích thích. Đấy. Người ngược không bao giờ chấp nhận là đưa một cái gì đó họ chấp nhận ngay. Họ phải có một cái gì đó kích thích. Đấy, bằng ngược có kiểu này. Một là kích thích, hai là đe dọa. Đấy. Kích thích là gì? Đấy. Này anh, tôi thấy cái này anh rất giỏi. Đấy. Anh thể giúp được tôi việc này không? Đấy. Đầu tiên là gì? Đấy. Khen anh ta giỏi. Sau đó là gì? Đấy. Anh có thể giúp tôi việc này không? Đấy. Giúp việc này thì có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải kích động họ lên, làm việc này rất khó hoặc là việc này rất khó, tôi nghĩ rằng anh giải quyết được. Đấy là người ngược họ mới quan tâm. Đấy, chúng ta lưu ý về mặt ngôn từ ấy. Đấy, và kích thích họ lên bằng cách là gì? Đề cao họ lên. Đấy, sau đó mới là sau đó người ta mới chuyển nhiệm vụ sang. Đấy, cái cách của người ngược luôn luôn như thế này. Đó, nghĩa là phải đẩy tính chất nó lên khó. Và tôi nghĩ rằng trong nhóm này anh là người thông minh, chỉ có anh giải quyết được thôi. Câu nói này những cái người ngược thì không đỡ được. Đó, hoặc là gì? Việc này rất khó, tôi nghĩ chỉ có anh giải quyết được. Đó. Ừ. Hoặc là tôi rất biết ơn nếu anh giúp tôi. Đó. Cái từ này thì được phổ biến hơn. Tôi rất biết ơn nếu anh giúp tôi, nếu anh chị giúp tôi. Đấy, bởi vì người ngược có hai trường thái. Một là họ thích được vinh danh, thích được coi như là ghi nhận. Cái loại thứ hai ấy, là họ thích được bảo vệ người khác. Đấy. Tôi rất biết ơn nếu anh chị giúp tôi. Hoặc là đó là những cái chúng ta phải lưu ý, dùng từ có tính kích thích một chút. Đấy. Cái vấn đề nữa là ngoài kích thích ra người ta còn dùng từ đe dọa. Đấy. Từ đe dọa là như thế nào? Và lưu ý nhé, chúng ta không nên đe dọa trực tiếp với người ngược mà chúng ta đe dọa đến những người thân của người ngược hoặc là những cái bên ngoài của người ngược. Đó. Bởi vì bọn ngược thì nó không sợ, vì bản năng của nó là chiến đấu rồi,
nó không sợ, nhưng mà vợ nó thì nó sợ, con thì nó sợ, đúng không nhỉ? Đó. Thì chúng ta nói về những cái mối đe dọa. Đó. Đe dọa này là gì? Đó. Đó. Mối đe dọa người thân, ngược là họ lì lợm lắm, họ không sợ, không sợ bản thân họ thì không sợ cái gì hết, nhưng mà sợ với những cái người xung quanh của mình, bởi vì bản năng của người ngược là bảo vệ những người khác mà. Đó. Họ sẵn sàng hy sinh. Đó. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân đấy và bảo vệ người khác, chính vì thế mà không thể dọa người ngược độc lập được. Đó. Chỉ dọa những người thân của họ thôi. À, nếu anh không làm việc này, con anh sẽ bị nghỉ học. À, vợ anh sẽ bị tai nạn nếu cái xe này anh không sửa cho chị ấy. Đó. Chúng ta lưu ý. À, nếu anh cương đầu như thế này, cứng đầu như này, chúng nó sẽ hại gia đình nhà anh. Ví dụ như vậy. Đó. Thì cho họ thấy cái mối đe dọa người ngược, bởi vì đặc trưng của người ngược hay quan tâm vào mặt trái, hay quan tâm về nguy cơ, hay quan tâm về rủi ro, do vậy mà họ cũng rất quan tâm về những những cái đe dọa này. À, chúng ta chơi kiểu bác sĩ, nếu anh không uống thuốc đúng không, đó, anh sẽ bị bệnh rất nặng, tôi không chữa được. Đó. Cái cách của bác sĩ là gì? À, nếu anh không chữa cái răng này, anh không nhổ đi, 3 tháng sau nó sẽ vào tủy, là hỏng cả cái hàm của anh luôn. Đó. Cái cách của bác sĩ đấy, bác sĩ cũng là cái khám bệnh theo kiểu đe dọa. Đó. Đó là những cái cách chúng ta lưu ý. Đó. Đấy là kích thích và đe dọa nha. Đó. Đe dọa không phải là dọa bản thân họ đâu, dọa cái khác, dọa cái răng của anh ta, dọa cái chân của anh ta, dọa những cái người xung quanh, dọa những cái rủi ro của anh ta, dọa những cái bên ngoài của anh ta nhé, không dọa trực tiếp được, hoặc là dọa những cái gì nhỏ của anh ta. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy, phải có kích thích. Bước thứ ba là gì? Không áp đặt nha. Trường hợp này ấy, không áp đặt phải nhường, trực tiếp bản chất từ này ấy, là gì? Dùng cái từ này cho nó chuẩn xác hơn, nhường cái tôi cho mình, nhường R. À, nhường cái tôi cho R, nhường cái tôi cho R là gì? À, chúng ta không áp đặt họ, mà thay vì chúng ta không vì chúng ta áp đặt, mà chúng ta nhường cái tôi cho người ta là gì? À, chúng ta chỉ dùng những cái câu gọi là gợi ý thôi. À, giả sử như là tối nay tôi muốn mời anh đi ăn, anh chọn món ăn. À, hoặc là đưa anh chọn món ăn cho tôi. À, thì đấy là những cái trường hợp là nhường cái tôi, nhường cái quyền quyết định của mình sang cho người khác, nhường cái quyền ưu tiên của mình sang cho người khác, thì mình gọi là nhường cái tôi cho người khác. Đó. Thì lúc đấy nó sẽ không bị xung đột, bởi vì người ngược thông thường họ thích họ họ cái tính ngược này, người ta gọi là tính cách này là tính cách của người ngoài biên ải, tính cách của ngoài biên cương, tính cách của người bảo vệ. Đó. Tính cách của gâu gâu. Đó. Do vậy mà thường thường ấy, là chúng ta gọi là hãy nhường cho người ta cái tôi. Đó. Nhường cái tôi cho họ bằng cách là gì? Đưa ra như dùng những cái câu hỏi gợi ý. Đó. Thay vì là áp đặt, không áp đặt. Đó. Chúng nghĩa là thực ra giao tiếp với người ngược, chúng ta luôn luôn để mình thấp hơn họ một chút. Đó, thấp hơn xuống một chút. Đó, thì người ngược họ lại rất là tôn trọng chúng ta. Đó, chúng ta không lên khẳng định, chúng ta không lên chúng ta không 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 đặt ngang ngang hàng. Đó, bởi vì bọn này thì thường thường nó mang sẵn trong mình là cái tôi cao, cái đúng rồi, người ngược là cái bản năng của họ cao. Đó, chứ như với người ngược này, khi mà giao tiếp ấy, cái khôn ngoan nhất là gì? Luôn luôn dìm mình xuống, bản thân mình này, bản thân mình là người khi ngược là dìm mình xuống một hàng. Đó. Thì lúc đấy là thì nó rất là ổn. Ừ. Khiêm tốn, cho nên cái lý do khiêm tốn này này, tại sao người ngược hợp với người A, nó nằm ở chỗ này đây này, bởi vì người A họ không bao giờ họ thích thể hiện,
Đấy, người A luôn luôn là thích nó gọi người A thì thường thường họ là không thể hiện, họ thâm trầm ở bên trong, chính cái thâm trầm ở bên trong này gây cho người ngược sự tò mò. Đó. Là người ngược thích đi tìm hiểu. Đó. Thì động thích đi tìm hiểu thì người ngược thì ngược đến đâu thì ngược, nhưng mà người ngược thì rất rất coi trọng kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ. Thằng bọn A thì nó có kiến thức và trí tuệ. Nó chính nhờ thế mà cái sức hấp dẫn của ngược với A nó là chỗ này. Đó. Thì đó là cái lưu ý và cái nhường về tôi cho người chủ chủ ngược. Nhường với tôi bằng cách là gì? Không áp đặt sang, không ngang hàng. À, thực ra gọi là cúi đầu đấy, chúng ta hiểu một ý nghĩa đó. Thì đây là cái lưu ý cách giao tiếp thứ hai. Thứ ba là gì? Giao tiếp với người ngược là tôn trọng, cần tôn trọng bọn này. À, thì cái tôn trọng ở đây á, tôn trọng người ngược ấy, lý do là như này. À, thì cái sự tôn trọng ở đây ấy, thì nó thể hiện bằng giọng nói, thể hiện bằng cái thái độ. À, bởi vì cái người ngược này họ họ cần cái sự tôn trọng rất là cao. Đó. Tại sao? Đó, người ngược thường thường chúng ta nhìn thấy là lập dị, cá biệt, bất thường, bốc đồng. Đó. Nhưng họ cũng họ cần cái sự tôn trọng rất là cao. Thực ra cuối cùng thì bản chất người ngược thì làm cái gì? Họ cũng chỉ bảo vệ thôi. Chúng ta nghĩ như vậy. Thực ra vai trò và nhiệm vụ sứ mệnh cuối cùng của người bảo vệ, người ngược chúng chỉ làm công tác là bảo vệ che chở thôi. Đó. Do vậy mà chúng ta hãy nhìn theo mặt này. Đấy, vậy thì họ bảo vệ che chở gì thì mình hãy dành cái tình yêu thương cho người ta. Đó, hãy nhìn theo cách đó. Chúng ta không nhìn theo mặt gọi là xấu tính nữa. Đấy, không nhìn theo cái khuôn mặt theo kiểu bặm trợn nữa. Không nhìn theo cái khuôn mặt kiểu dạng như là người là thần hộ pháp ở ngoài đền này, ở ngoài 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 chùa, ngoài ngoài miếu, ngoài đình. Đấy. Cái cách cái gương mặt của người ngược này, người ta gọi là có gương mặt của thần hộ pháp. Nghĩa là người bảo vệ, người bảo vệ chánh pháp, người ta gọi là hộ pháp. Đó. Thì luôn luôn chúng ta cần từ tôn trọng cái gì? Tôn trọng cái sự lập dị, tôn trọng cái sự bất thường. Đó. Chúng ta không cần phải coi như là quá lo sợ về cái đó, nó họ bất thường hoặc là cái gì đó. Đó. Chúng ta để họ để không cần thiết, không cần thiết là phải coi như là ngăn cản. Đó. Thì đó là cái lưu ý cần có sự tôn trọng, nó thiện một giọng nói này, xưng tên này. Đấy, đặc điểm như vậy. Rồi không đối đầu rồi. Đấy, người ngược trong quá trình khi giao việc chúng ta lưu ý họ không bao giờ làm ngay nếu như người ngược không rõ nguyên nhân và kết quả. Chúng ta muốn người ngược làm việc thì chúng ta cần cho họ biết, giải thích cho người ta. Đã, tại sao tôi cần nhờ anh? Đã, nguyên nhân là cái gì? Là kết quả cuối cùng là gì? Đã, chúng ta lưu ý nhé, quan hệ nhân quả. Nghĩa là chúng ta họ cần phải biết nguyên nhân, còn phải biết kết quả. Người ngược, bởi vì tính của người ngược là gì? Rõ ràng, phân minh, không bao giờ thực hiện một cái việc gì đó khi họ không hiểu. Đã, người ngược có đặc điểm như vậy. Đã, do vậy chúng ta phải giải thích nguyên nhân và kết quả. Tại sao tôi phải nhờ anh? Kết quả công việc này là gì? Đó, chúng ta làm như vậy. Thông thường chúng ta hay bị trẻ nó nhỏ kiểu kiểu này. Đó, đấy là một. Cái thứ hai đó là gì? Đó. Nếu như cái câu hỏi là trường hợp là hỏi ngược lại. Đó. Chúng ta tôn trọng người ngược này. Đó, chúng ta lưu ý này. Sau khi tôn trọng xong, đó, thì chúng ta được quyền hỏi ngược lại người ta. Không lên cái trường câu hỏi câu câu này ấy, mình gọi là gì? Không nên phủ quyết. Phủ quyết hoặc là từ chối. Thay vì phủ quyết và từ chối thì chúng ta hỏi ngược lại. Bởi vì người ngược thông thường đưa ra những cái gì? Người ta gọi là đưa ra những cái ý kiến, đưa ra những cái dị nghị, nó gọi là hơi dị, hơi độc biệt, đặc biệt, bất thường. Đó. Nhưng mà thay vì chúng ta phủ quyết hay chúng ta từ chối thì chúng ta bỏ cái đó đi, là chúng ta không cần, không không cần coi như là phải coi như là phủ quyết. Đó. Đầu tiên chúng ta hãy nghe nó đã. Ờ, mày nói thế hay đấy. 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 Nhưng mà
Tại sao lại như thế nhỉ? Chúng ta nói cái kiểu cách như này. Thay vì chúng ta bảo không được, cấm, láo, hỗn, mắt dạy. Chúng ta không dùng những từ đó như vậy. Chúng ta bảo là gì? Nó đưa ra một cái gì đó nó hơi dị. Thì chúng ta bảo ô hay đấy. Trước nay chưa thế nào hỏi tao câu nào. Đấy. Nhưng mà tại sao mày hỏi như vậy? Chúng ta dùng câu hỏi ngược lại, thay vì phủ quyết, thay vì từ chối, chúng ta dùng câu hỏi bật lại. Đấy. Bởi vì khi dùng câu hỏi bật lại thì chúng ta mới hiểu nguyên nhân tại sao cái chúng ta mới biết được là cái dị của nó xuất phát từ đâu, nó như thế nào. Đấy, đấy là một trong những cái chúng ta cần lưu ý. Đấy. Không, thường thì chúng ta không lên là gì, không lên bao giờ chúng ta cần phải từ chối đó. Hãy bắt nó giải thích ngược lại. Bởi vì người ngược thì họ có vốn trong mình là rất giỏi, có tài giải thích mà, có tài cắt nghĩa mà. Đấy. Thì chúng ta hỏi ngược lại. Đấy. Thì đấy là một trong những cái lưu ý. Giả sử sau này con cái, chồng cũng vậy. Họ đưa ra những cái dị dị. Nó bảo, cũng hay đấy. Đầu tiên là chúng ta phải nói là cho nó, người ta gọi là lối giáo cho giặc. Cũng hay đấy. Cũng được đấy. Độc đấy. Lạ đấy. Trước nay là người đặc biệt đấy. Nhưng mà tại sao lại thế nhỉ? Chúng ta có thể biết, có thể là chúng ta đã biết, hoặc là chúng ta cũng phải là giả và ngu bớt. Khi chúng ta hỏi ô tại sao lại thế nhỉ, thì lúc này cái người ngược phải giải thích, đưa ra nguyên nhân. Và chính cái lúc giải thích đưa ra nguyên nhân này thì nó mới lộ ra điểm điểm yếu. Đó. Có khi người ngược họ cũng bị nhầm lẫn. Đó. Thì đấy là chúng ta lưu ý. Đó. Chúng ta lên và đưa ra sử dụng phương pháp này để giao tiếp. Đó. Không nên phủ quyết, từ chối thẳng thừng, mà thay vì đó hãy dùng những câu hỏi đầu tiên là ghi nhận. Đó. Người ta gọi là nghe theo. Đó. Sau đó là đó. Tiếp đến là sau đó là hỏi ngược lại, nghe theo rồi hỏi ngược lại. Đó. Thì cái quá trình hỏi ngược lại thì cái người ngược họ mới lộ ra chứng cứ, họ mới lộ ra những cái điểm bất thường, bất hợp lý. Thì chúng ta chỉ đánh vào điểm bất hợp lý của họ thôi, thì chúng ta không 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 đánh tổng thể. Cái ý tưởng này của mày cũng hay đấy, nhưng mà mày thử nghĩ xem, nếu như mày dùng hết tiền của bố mày, điều gì sẽ xảy ra, hiểu không? Đấy, nó bảo là tao phải mua cái này, mà cái này rất là tốn tiền, cái này của một công nghệ hay, hàng độc, trước nay chưa thằng nào có. Đấy, nhưng mà bây giờ cái hàng độc ấy, thì mày dùng cái số tiền này lớn như thế, mà mày chỉ dùng cho cái mục đích độc của lạ của mày, mà lấy hết cả cái quỹ lương của mẹ bố mày, mày có lỡ làm như vậy không? Nghe đến đây thì nó lại bảo không nhận, tốn kém quá, thì nó lại thôi, đúng không nhỉ? Đó. Chứ nếu chúng ta mà cấm không được, ngày mai nó tìm cách đi ăn trộm ăn cắp ở đâu đó, tao cấm là nó cũng không được. Đấy. Thì đó là chúng ta lưu ý. Như vậy thì cái phương pháp phủ quyết của người nước ngược này, chúng ta biết phương pháp gì không? Khi mà chúng ta muốn phủ quyết ấy, muốn phủ quyết này, thì chúng ta dùng phương pháp gì? Đó, bẻ đũa. Người ta gọi là phương pháp bẻ từng chiếc đũa. Không nên bẻ cả bó, đúng không nhỉ? Không bẻ được cả bó được, người ngược nó mạnh lắm. Đó. Gọi là chúng ta bẻ bó đũa ấy. Chúng ta phải dùng phương pháp bẻ từ chiếc đũa. Có nghĩa là muốn bẻ một bó đũa thì chúng ta phải cho người ngược trình bày hết những nguyên nhân của họ ra, đưa ra họ hết những chứng cứ ra. Sau khi nó phơi bày toàn bộ những chứng cứ ra, là chúng ta mới mới xử lý từng cái nguyên nhân một, nhỏ một. Thì cái những cái nguyên nhân nhỏ một thì bản chất những cái người ngược là người thông minh, họ biết thừa, họ chắc chắn họ biết những cái gì họ 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 đúng và những cái gì là họ vô lý. Nhưng khi mà nhìn ở tổng thể thì có khi người ngược không nhìn thấy ra. Thế thì bằng cách là gì? Chúng ta hãy chẻ cho họ, là chẻ cái đũa đó ra, chúng ta chẻ nhiều cái vấn đề ra, sau đó chúng ta mới là gì, chúng ta chỉ cho người ngược. Thì thậm chí chúng ta cũng chưa cần phải phủ quyết,
À, theo anh thì cái điểm này nhé, như thế này là có bất hợp lý không? Anh bảo công nhận bất hợp lý. Là cái điểm kia như thế kia nó bất hợp lý không? Tôi cũng thấy nó cũng bất hợp lý thật. Đấy. Cái kia nó thế nào? Có thấy phù hợp không? Chưa phù hợp nào. Đấy. Vậy thì theo anh kết luận như nào? Đấy. Chúng ta cũng thậm chí cũng chưa cần phải phủ quyết gì cả. Đấy. Mà lúc đó là gì? Đấy. Chúng ta chỉ gợi ý cho họ những điểm đó thôi. Còn nó quyền tự quyết ấy, là cho anh tự quyết. Đấy, anh nghĩ về anh nghĩ đi, nghĩ mà xem. Nếu anh muốn như thế thì những cái điều này nó sẽ xảy ra đấy. Đấy. Vậy thì người ngược họ sẽ tự quyết định được. Chúng ta cũng chẳng lên cần phải phủ quyết, không được phải lên đưa ra cấm đoán. Cái cách chúng ta dạy con cái cũng vậy, chúng ta cấm láo mắt dạy gì không được. Đấy. Rồi là cái gì đấy là những cái ngôn từ thực sự là đấy là những ngôn từ cực xấu đối với bố mẹ. Đấy. Đấy. Thì đấy là những ngôn từ cực xấu, mà thay vì chúng ta hay không không nên cả ngay cả con gái mình cũng vậy, chúng ta không nên dùng những cái từ như vậy. Đấy. Tao cấm đấy. Đấy hoặc là gì không được đấy. Đấy là những cái từ không không nên dùng, hoặc là cái gì những cái từ mà mang tính chất là người ta giống như là nó mang tính chất là chặn cấm. Nên ngôn ngữ ở Việt Nam mình ấy, hay dùng cái từ cấm, đây là một cái từ rất thiếu cái giáo dục, ngay cả nhà nước mình hay rất hay dùng từ này. Đấy. Cái từ cấm ấy rất thiếu giáo dục, bởi vì từ cấm ấy nó có từ kích thích, nhưng mà nó có từ là chặn. Đấy. Cái từ này nó chỉ phù hợp với những cái đối tượng nó gọi là những cái người phạm lỗi thôi. Những người bình thường người ta nhìn cái từ này nó không hay lắm. Đấy, thậm chí người ta nhìn cái từ cấm, người ta luôn luôn có tâm lý là gì, muốn chống lại nó, muốn phá nó. Đấy. Thì đấy là cái lưu ý về cái cách phủ quyết nha. Đấy. Thì đấy là những cái nét cơ bản giao tiếp với người ngược. Cả nhà lưu ý. Ừ. Ai có bổ sung thêm cho tới cái này cái gì nữa không? Những người ngược đâu rồi? Ngô Trung Vũ. Đâu à? Em à, Có hợp lý không? dạ hợp đúng rồi. Em thì luôn có tư giống như là ai mà giống như cái gì việc gì đó của mình mà mình có thích nữa mà người ta cấm mà mình tìm mọi cách mình chống lại, mình không có đồng ý với lại cái ý kiến của người ta, luôn luôn có một cái gì đó nó gọi là cái tôi của mình nó luôn luôn là muốn cái điều đó. Cho dù người ta có năm sáu người nữa có nói đi nói lại thì mình vẫn cứ là theo cái ý của mình, mặc dù cái ý của mình là mọi người đều phản bác hết, nhưng mà mình vẫn cứ theo cái ý của mình không có chịu nghe hết đó. Rồi. Ok. Thì đó là cái cách giao tiếp nha. Không đối đầu, lắng nghe. Đó. Yêu cầu giải thích. Đó. Yêu cầu giải thích. Nghĩa là chúng ta chuyển từ thế đối đầu ấy, chúng ta chuyển sang cái thế là được bảo vệ. Đó. Chơi cái trò này. Đấy, bởi vì người ngược có hai mặt, một mặt bên kia thì họ đấu tranh, đấy, mặt đằng sau của người ngược đó chính là bảo vệ. Thì chúng ta phải khôn ngoan nhảy vào một cái vùng bảo vệ của họ, đấy, chúng ta đừng nhảy vào vùng đấu tranh của người ta. Đấy nhá, đấy, người ngược nó có hai cái ranh giới đó, đấy, giữa đấu tranh và bảo vệ. Đấy. Họ không đấu tranh bạn thì chắc chắn họ sẽ bảo vệ bạn. Đấy, cái đặc điểm quan điểm của ngược nó sẽ như vậy, không đấu tranh thì sang bảo vệ. Đấy. Thế thì mình phải lấy cái sự bảo vệ của người ta, đừng lấy cái mặt mặt đấu tranh của người ta. Đó. Đó là cái cách giao tiếp với người ngược. Đó. Cái đặc điểm là đấu tranh như vậy thôi, còn đối người ngược ấy nó vẫn bị dính cái tính, trong trường hợp một số xấu ấy người ta gọi là vẫn xấu, người ngược vẫn bị cái tật là rất dễ, những người ngược nhé rất dễ, chúng ta quan sát những người nào ấy, mà hay giao du với công an, hay giao du với xã hội đen, đấy, đấy. Là những cái người đấy. Hoặc là có công việc nó mang tính chất là giới tâm linh, thì thông thường ấy, có dấu hiệu của vân tay ngược,
chưa? Đó. Đó. Nhưng thông thường cái quan hệ của những cái người ngược thường thường hay giao du với đám đó, do vậy mà những cái người đó thì đương nhiên cũng có một phần rất dễ dính vào cái tật, nó gọi là rất dễ là dính vào cái nhóm gọi là nhóm xã hội đen. Đó. Chúng ta cẩn thận, do vậy con mình có nhóm ngược hoặc là gia đình chồng mình nhóm ngược thì mà sống trong cái vùng mà nó gọi là nó nhiều thành phần bất hảo là chúng ta phải lưu ý nha, rất dễ bị nhiễm. Rồi bây giờ tiếp thu nào. Đấy, người ngược thì sẽ học tiếp thu với cái gì? Người ngược thì đầu tiên cái cách quan tâm của người ngược, họ quan tâm vào những cái điểm gì, điểm bất thường. Đấy, người ngược họ không quan tâm những điều bình thường đâu, họ phải quan tâm những điều bất thường. Vậy thì chúng ta phải tạo ra sự bất thường với người ngược. Thì giống như giả sử như chúng ta 1 cộng 2 bằng 3. Thế thì mình đã viết lên bảng là 1 cộng 2 bằng 5. À, chứ 1 cộng 3 bằng 4 thì bình thường. Nhưng 1 cộng 3 bằng 5. Nó mới hỏi tại sao thầy viết sai rồi. Sao nó sai nhỉ? Nếu mà 1 cộng 3 bằng 4 à đúng rồi đấy, thầy viết sai. Ừ. Vậy thì cái cách dạy của bạn ngược này này tạo ra sự bất thường. À, giống như là chúng ta làm sai thì nó sẽ chỉnh đúng. À, như vậy là đấy là nó chỉnh đúng thì chính là nhận thức tốt rồi. Chứ còn chúng ta 1 cộng 5 bằng 1 cộng 3 mà bằng 5 mà đúng, nó lõm vào đúng thì chúng ta phải giảng lại cho nó. Chúng ta lại hỏi ngược lại tại sao lại như thế. Ừ. Thì đó là một trong những cái điều mà lưu ý dạy người ngược, tạo ra sự bất thường. Đây, tạo ra sự bất thường hoặc là sự bất hợp lý này. Đã. Người ngược hay quan tâm những cái điều bất hợp lý, bất thường. Đấy. Và cái cách dạy của người ngược là thỏa mãn cho câu hỏi. Bọn này là một trong những cái bọn hay hỏi câu hỏi why, tại sao. Đó. Đó này. Why đó. Cho nên là trên mạng kênh YouTube của anh rất nhiều đám mình hợp với bọn ngược. Đó. Suốt ngày nó hỏi tại sao. Nó có hỏi why, why, why. Mày bảo chúng mày hỏi tao như này á, có mà 4 năm nữa chúng mày không tìm thấy vấn đề. Bởi vì mỗi lần chúng mày hỏi, tao lại cho trả lời chúng mày đúng một từ. Đấy. Do vậy là cái cách mà hỏi nó hay, cái người ngược này họ hay đặc tính là hỏi rất là nhiều. Đấy. Mình bảo là nếu như hỏi, phải hỏi cái câu gì nó mang tính chất là xuyên suốt. Là cái câu mà người ấy, lên hỏi những dùng những cái câu mang tính chất là thắt nút thì hãy hỏi hỏi những cái câu mà mang tính chất là nó mang tính chất là tìm đâu cũng thấy ấy, thì hỏi làm cái gì. Đấy. Đấy. Hỏi những cái câu mà có thể là nghe là đã cố gắng đã tìm kiếm mọi cách rồi mà không ra thì mình mới lên đi hỏi. Đấy. Chứ hỏi những cái câu rồi anh ơi đây là chủng gì, ôi câu này quá quá là đã, quá là nó vỗ lại vỗ ngược lại mặt mình. Đấy. Thì chứng tỏ nó chả học hành gì cả, nó chả tìm hiểu gì cả. Đấy. Nó chỉ có sẵn, nó chỉ sẵn để nó hỏi thôi. Đấy. Do vậy mà thông thường ấy, chỉ khi hỏi chúng ta lưu ý là cái cách học hỏi này, chúng ta chỉ khi hỏi sau khi chúng ta đã nghĩ, sau khi chúng ta đã phân tích, sau khi chúng ta đã coi như là thực hành hoặc thực hiện rồi mà không thực hiện được, không đúng. Đấy, thì chúng ta mới hỏi 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 để người ta gỡ nút thắt. Đấy. Và hạn chế những câu hỏi what, what chính là gì đấy. What chúng ta không nên, những cái người hỏi câu what là gì ấy, là những người người ta gọi là cái trình độ hạ đẳng. Đấy. Kiến thức thấp, năng lực thấp. Đấy. Câu hỏi what là câu hỏi dành cho những người có năng lực thấp. Đấy. Còn đâu bắt đầu câu hỏi why này thì là những người bắt đầu có tầng ở cao hơn, và câu hỏi how là những người xịn hơn nữa, mà câu hỏi gu là câu hỏi đẳng cấp. Yeah, chúng ta lưu ý. Đấy. Thì giống như thay vì chúng nó hỏi anh ơi đây là vân tay gì thì loại hỏi khác theo anh một lãnh đạo thì nó tố chất tổ hợp bởi những cái chủng gì. À, có nghĩa là nó đề cập đến một con người luôn chứ nó khỏi khỏi phải hỏi chúng vân tay làm gì chứ mất thời gian. Đấy. Những cái bọn đấy hỏi cái câu hỏi tầm chỉ nghe câu hỏi thôi mình đã đoán được đấy, có con người này nó ở tầm nào. Đấy. Sau này chúng ta phải học cái cách phản xạ này. Đấy.
Do vậy mà có những cái câu hỏi nó có tính phân biệt người này với người kia đấy. Thì cái nhóm này ấy, thì nó hay hỏi, là câu hỏi của nó hay hỏi tại sao, hỏi why. Có nghĩa là thực ra câu hỏi why này là nguyên nhân, là kết quả. Đấy, cái đám này đặc trưng là hay hỏi kiểu đó. Đấy. Và đặc điểm của người người ngược này thì hỏi là hỏi đến cùng. Chúng ta lưu ý. Cách tiếp thu này. Cách tiếp thu với câu hỏi với người ngược này là dạy bằng cách hỏi, hỏi ngược lại. Đúng. Cách tiếp thu của này ấy, thì hỏi bằng cách ngược lại. Thực ra cái phong cách học này, nó chính là phong cách này, nó có đặc điểm nó học chuyên gia. Đó. Học bằng cách chuyên gia. Đó. Thì học nghĩa là học, thực ra nó gọi là cái phương pháp này chính xác, nó gọi là chính xác, nó gọi là tương tác. Có nghĩa là để thỏa mãn câu hỏi ngược này, những người ngược này thường thường là họ dùng cách hỏi ngược lại, tra vấn lại. À, những đứa trẻ như thế này nó rất cần cái môi trường, cô với trò phải cần có môi trường tương tác. Nếu như cô chỉ ở trên giảng bài mà con không được hỏi lại thì đám này nó không thích, không ưa, ngược nó sẽ không thích cái cách này. À, thế thì những cái bố mẹ của con ngược ấy, thì lên có cái môi trường, tổ chức cho con mình có cái môi trường làm sao á để cô trò được tương tác thường xuyên, bởi vì nhóm đám này nó cần hỏi. Đấy, chứ nó không thường thường thông thường ấy là nó không thích nghe, bởi vì nhóm ngược là nhóm luôn luôn đi theo cái mặc định theo một cái lộ trình của mình riêng, mà do vậy mọi người không thể dễ dàng xen vào cái lộ trình của người ta được. Đấy, nhưng người ta chủ động người ta tìm mình thôi, chứ còn họ gần như mình không trên cùng cái lộ trình của họ là họ không quan tâm luôn. Đấy. Thì chính vì thế mà cái thỏa mãn của người ngược này bằng cách là dạy, bằng cách là hỏi. Đúng. Mình hỏi thì họ trả lời thôi, chứ còn không hỏi không trả lời. Đúng. Đấy là lưu ý. Câu này bị trùng trên rồi, tìm ra điểm đặc biệt học rồi. Học bằng cách trực tiếp. Đấy, người ngược học bằng cách trực tiếp, chứng thực trực tiếp. Đó. Nếu như mình miêu tả bằng khái niệm của bản thân mình hoặc là đọc sách, họ chứng tin. Đó. Kể cả đúng hay không đúng không quan trọng, mà đơn giản là tại sao lại như vậy, bởi vì họ không có chứng thực, nghĩa là họ không có thực thực nghiệm, thực chứng, nghĩa là chưa trực tiếp thấy, chưa trực tiếp ngửi thấy, chưa trực tiếp nghe thì âm thanh đó, chưa trực tiếp nhìn thấy, chưa trực tiếp sờ thấy. Thế thì khi chưa trực tiếp thì họ không tin. Do vậy đây là một cái nhóm người, người ta gọi là có tính tò mò. Tò mò ở chỗ là gì? Họ cứ phải tiếp cận trực tiếp. Chúng ta lưu ý. Do vậy mà hãy cho những cái môi trường người này, người ngược này, là chính là cho họ cái môi trường trải nghiệm, trải nghiệm trực tiếp. Ngược, đây là một cái nét đặc biệt của người ngược. Trực tiếp, nên là phải chứng đấy, thì họ mới tin. Lý thuyết không tin đâu, nghe lời khuyên không hay đâu, đấy là chứng thực trực tiếp. Đấy, là họ cần. Tiếp đến là gì? Đấy. Cho họ thấy kết quả đã xảy ra, cái này chính là cho họ thấy kết quả. Đấy. Kết quả đã xảy ra, là không thấy quan tài thì không nhỏ lệ. Đấy là cái một trong những lưu ý. Và hai nữa là cái ngôn từ dạy những người ngược này thì cần phải sự chặt chẽ một chút, nếu không là họ suốt ngày họ bắt bẻ, logic chặt chẽ. Đấy là những cái cách tiếp thu, và mỗi mỗi người này thì nó rất phù hợp học bằng cái gì, học từ ngoài xã hội. Học từ ngoài xã hội. Đây là nhóm người này. Tiếp đến học gì này? Học từ chuyên gia. Nhóm này nó rất là thông minh, nó có thể lĩnh hội rất nhanh, do vậy nó thích học với chuyên gia, nên nó chỉ cần học 2 tiếng 3 tiếng với chuyên gia thôi, nó bằng người khác đi học vài ngày vài tuần, bởi vì nó chỉ cần tìm ra những điểm mấu chốt, người ta gọi là keyword. Đó. Bọn này học bằng kiểu về chính xác này.
mọi người biết nó học về bằng cái gì. Logic chính cái phương pháp này chính là phương pháp keyword của nó này. Nó học bằng cách keyword này. Đấy, nghĩa là nó chỉ tìm ra từ khóa thôi, cái điểm mấu chốt, cái nút thắt đấy, để nó giải quyết cái, chỉ cần gỡ nút thắt cho nó xong tự nó sẽ xử lý hết, bởi vì nó thông minh mà. Đấy. Thì đó là cái cách tiếp thu cơ bản của người ngược này, chưa? Đấy. Cái đám này thì khi bố mẹ có lớp ngược thì cũng làm gì? Đấy. Tạo khó khăn cho nó bằng cách này gì? Đấy. Đăng ký nhiều cuộc thi. Đăng ký cấp cuộc thi để làm gì? Tạo ra thách thức, chính là tạo ra thách thức. Đi thi có phải là lấy thành tích không? Không. Đi thi là gì? Để hút cái sự học tập vào, như là hút cái học tập, giống như là 3 tháng nữa con đến phải thi gì đấy. Mà đợt này mày mày không lên cái danh dự đấy là kém lắm, và mày không đạt được cái thứ hạng đấy là ở nhà con chẳng hơn gì mấy cái đám nông dân xung quanh này. Đấy. Cho nên là đăng ký thi. Đấy. Những cái bố mẹ ngược thì thường thường cho con tham gia nhiều các cuộc thi. Đấy. Những cái môn gì thi cũng được, thi không phải là lấy thành tích đâu, mà thi là gì? Hút chúng nó vào những cái kế hoạch học tập. Đấy. Thì khi mà thi nó phải học mà. Đấy, muốn thi là phải học, cái cách là như vậy. Chứ còn nếu chứ không nhìn thấy, bởi vì đặc trưng của nhóm này nó có hay đặc điểm là gì, nó chỉ làm một cái gì đó, nó có tính thiết thực. Đấy. Chứ không thích làm những cái điều mà nó giống như là làm ra xong để đấy, để sẵn rồi đó, làm ra để đấy là không thích làm. Nghe phải cái kết quả của công việc, kết quả của nhiệm vụ của nó làm xong ấy, nó phải đưa vào ứng dụng một cái gì đó, nó đưa vào sử dụng một cái gì đó, đấy, nó có tính thiết thực là chỗ đấy, phải có tính thiết thực thì nó mới học. Đấy, giống như học, nếu mà phải thi thì tao học, chứ còn học mà không phải thi thì không phải học. Đến lúc nào thi hiện nay, đấy, lúc nào thi thì hiện nay, chứ còn bây giờ mà học, học để đấy, học làm cái gì? Đó. Cái quan điểm của cái nhóm này. Chúng ta lưu ý những người ngược một con bé thì lên đăng ký cuộc thi. Vì khi đăng ký cuộc thi này này thì chỉ để cho con nó tập trung vào, đơn rất đơn giản như vậy thôi. Nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng thi là để thành tích, nhưng không phải. Thi các cuộc thi để chính là để hút cái động lực học tập vào, nó cũng là một cái dạng kế hoạch. Đấy, chúng ta cũng biết khôn ngoan hãy tận dụng cái phương án này. Ok, thì đấy là cái bài lớp ngược của sáng hôm nay.